Hôm nay tại chùa Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc, Thiện phát tặng cho bà con 150 phần khoai lang, là 1,5 tấn. Thì chị Phượng hôm trước có gửi cho Thiện 2 tấn đó, thì Thiện phát cho bà con là 150, 150 bịch, rồi còn lại 50 bịch đó thì sẽ phát cho mấy anh em thợ hồ, mấy anh em làm thiện nguyện đó. Thì hôm nay là 4 tấn khoai lang Thiện phát hết luôn. Phần chị Phượng và gia đình ở bên Mỹ là phát 2 tấn, còn lại 1 tấn là của chị Hồng Anh gửi cho Thiện để mua tặng cho bà con, với lại còn 1 tấn thì Thiện làm từ thiện cho anh Lý Tôm ở bên Mỹ. Hôm nay tổng cộng ngày hôm nay là phát 4 tấn khoai lang. Hôm nay bà con có mặt tới đây cũng đông đủ, thì hồi đợt dịch đợt rồi đó thì cũng có phát ở đây 200 phần khoai lang là 2 tấn, ngày hôm nay 1,5 tấn phát tại đây nữa. Đây mấy bà cụ lên đây nhận khoai nè. Hôm nay thì có khoai thì mình cho khoai trước, rồi sau này có quà gạo thì cho sau nữa. Từ từ đi, từ tập. Cô ra ngoài kia xếp hàng đi cô ơi. Cô xếp hàng đi, từ từ. Thì cầm cái phiếu đi rồi người ta phát. Tới rồi. Bảo phát trước đi. Hôm nay lên đây nhận cũng vui. Thiện cũng chân thành cảm ơn chị Phượng cùng với gia đình đã gửi tiền về đây mua khoai lang tặng cho bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ờ, này người ta gửi quá trời ha. Này đem về luộc cho mấy đứa nhỏ ăn nó khoái lắm á. Cảm ơn cậu nha. Dạ dạ. Bác cho bà con nghe. Rồi chúc cho bà con ngon miệng nha. Này của mấy chị ở nước ngoài mua tặng bà con. Dạ. Con nhờ sức khỏe. Dạ dạ. Gớt gớt bọc khoai kìa cô ơi. Thấy ham quá, này phải có chừng 5 tấn, 10 tấn phát cho nó đã. Tới chỗ này là địa điểm thứ hai, Thiện phát tặng thêm 2 tấn khoai lang nữa. 1 tấn thì Thiện phát phần của anh Lý Tôm. Còn một phần thì thay mặt chị Hồng Anh ở bên Mỹ tặng cho bà con 1 tấn là 2 tấn. Yeah.
Này là cây cầu ngang chùa Mò Ôm mà ngày trước anh Tâm cùng với gia đình có gửi tiền cho Thiện để xây dựng cái cầu này. Thì bây giờ được cây cầu này bà con ở trong đây mừng lắm, đi qua lại dễ. Để đủ rồi nó cao rồi sao chuyện. Ở đây là tại địa điểm chùa Mò Ôm, thì thay mặt chị Hồng Anh tặng cho bà con một tấn khoai với thay mặt anh Lý Tôm, anh cũng có gửi về cho Thiện là một tấn khoai để tặng cho bà con ở tại chùa Mò Ôm, xã Thành Thân, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Tổng giá cái phần quà mình chỉ có 10 ký khoai thôi, cho nên để tại địa điểm này rồi phát cho bà con đem về luộc ăn luôn, chứ không có đem lên chảnh này nó không có nặng. Khoai lang cũ bự như thế này nè, giờ bán là thành khoai ngọt luôn. Đó, anh đang cũ rồi đó. Dạ. Một củ là nó rồi. Tím hả? Khoai không phải khoai tím, khoai đỏ. Khoai đỏ. Rồi giờ mình phát một đợt trước ha, rồi tí xíu phát thêm đợt nữa. Từ từ đợt vậy nó dễ, nó mà nó nhiều đông quá nó vui. Để con lên đây con đếm cái rồi đó rồi mình phát. Rồi người 10 ký 10 ký vậy ha. Nè, ba uống thiếu luôn. Bà em, bà hai, chị với bà già vợ. Sao bà lấy hết mà rồi, có xe để chở dùm. Lâu lắm rồi bà con chứ cũng nhớ khoai lang. Thank you.
mình thiêu nó ngồi trong xa mà mình đâu. Dạ. Đưa nhấp hai chút. Nhấp.
mặt hai phía. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nè 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 cái nè lấy quà đó hả? Lên xe, cầm xe đi. Em nhỏ sao? Để ở sao đít đó. Qua đi từ từ đi Lâm ơi. Chèn chèn thẳng xuống như đây đỡ mất công lên. Mấy cụ mấy bà lớn tuổi hết rồi. Này của mấy chị mấy anh ở bên nước ngoài gửi cho mấy cô nha, cho gửi cho bà luôn. Dạ. Rồi lần tới luôn bà ơi. Dạ. Dạ dạ. Ờ, bơi cẩn thận nghe, khẩm lắm rồi đó. Bay phiêu thế. Bay phiêu thì bay bịch. Yeah, no.
Rồi chuyện khoai xuống đi. Dạ. Rồi giỡ máy này mấy phiếu? 4 hay 5? 5 phiếu thì 5 bịch. Dạ. Bán cho gạo, cơm thì chỉ sữa, cơm khoai lát. Trời ơi trời. Lưa chín rồi. Cơm thì người không phục được nữa. Lọ này, à lên kia cơm đây. Quay quá. Ôi mẹ. Quay quá. Sao nó trời ngủ nó thiệt lắm. Chồng lấy mà kia ơi, mẹ ơi, nó sao quay quá tạ. Ờ, có khía rồi. Xin rồng bóng đi. Tần tờ đi chưa? Ê, xin lỗi em con dễ, chú hỏi đi. Xỉn này gì rồi? Lấy gì em? Xỉn này, xỉn này. Xỉn rồi. Cho con bảo em à. Cho con bảo đi con. Rồi phát đen này. Không mà lại tiếp lần
Anh chị Phượng là 2 tấn khoai lang, chị Hồng Anh 1 tấn khoai lang và anh Lý Tôm 1 tấn khoai lang Thiện phát tặng cho bà con ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con ở xã Ngọc Chúc cũng như xã Thành Hưng. Ở phía trước là cầu Kinh Sáu Chiếu.